Thưa quý vị, Weibo Night 2024 là sự kiện đang nhận được sự mong đợi cao từ cư dân mạng. Các đợt khách mời chính thức đang được thông báo lần lượt trong thời gian này. Những khách mời thuộc hàng đỉnh lưu sẽ được công bố vào đợt cuối. Tin tức gần đây cho thấy Vương Nhất Bác sẽ tham dự sự kiện đêm Weibo. Thông báo chính thức sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa ngày mai, 11 tháng 1 năm 2024. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Các ngôi sao sẽ đi thảm đỏ từ chiều ngày 13, sau đó họ sẽ tham gia lễ trao giải vào buổi tối cùng ngày. Thương hiệu sữa chua Thuần Chân là nhà tài trợ chính của sự kiện. Vương Nhất Bác là người phát ngôn của thương hiệu này. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai ngôi sao đỉnh lưu, họ thu hút sự chú ý cao của công chúng và truyền thông, đặc biệt là sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ couple Bác Quân Nhất Tiêu. Một số thông tin bên lề cho biết Tiêu Chiến sẽ trở về Bắc Kinh vào đêm ngày 11 tháng 1. Anh sẽ tham dự lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc thường niên lần thứ 2, nó sẽ được phát sóng bởi CCTV. Sau đó, vào ngày 13 tháng 1, anh sẽ tham dự đêm Weibo. Và ngày 14 anh mới trở về phim trường Hoành Điếm. Tiêu Chiến đã giành được giải nghệ sĩ được cư dân mạng Weibo yêu thích nhất trong đêm Weibo 2023. Phim truyền hình Vùng Biển Trong Mơ do Tiêu Chiến và Lý Thấm diễn chính đã giành được giải phim truyền hình được cư dân mạng yêu thích năm 2023. Phim điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác diễn chính đã giành được giải phim được cư dân mạng yêu thích năm 2023. Ngoài ra còn nhiều hạng mục giải thưởng sẽ được trao cho các nghệ sĩ tại lễ trao giải đêm Weibo. Liệu rằng lần này cả hai nghệ sĩ có cùng tham gia sự kiện đêm Weibo không? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đạt được rất nhiều thành tựu trong những năm gần đây. Cả hai nghệ sĩ cũng đã tham gia đóng thêm nhiều bộ phim và xuất hiện thêm một số couple màn ảnh mới với bạn diễn. Tuy nhiên, trong các couple màn ảnh đó, thì Bác Quân Nhất Tiêu vẫn là couple có độ hot cao nhất của họ. Độ hot của couple này thậm chí còn dẫn đầu nhiều năm trong số các cặp đôi màn ảnh đang được đẩy thuyền của sao Hoa ngữ. Sự hội ngộ lần này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên sân khấu của đêm Weibo rất được mong chờ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức nhé!